thiện tâm con. Xong khi đó con gửi cho thầy về cái vấn đề tu tập trong một tuần lễ vừa qua, nhiếp tâm trong 10 phút bằng hơi thở, do 1 phút có 1 phút hả? Rồi con để số 10 rồi, mình cũng là 10 phút. Đặt cái số không 1 phút bằng hơi thở chưa được liên tục trong số 30 phút, trong số nửa tiếng ngồi. Phải tập lại trong 1 phút cho kỹ lưỡng ở ngoài, cho kỹ lưỡng. Khi mà bị không tầm tự nhiên, trong cái thời nào mà bị thì con cứ đi thực đi, đừng có để cái hiện tượng mà nó đã đánh vào mình thì không tốt. Coi như là mình đã nhiếp tâm tu tập để cho cái niệm vọng tưởng không có, thì cái niệm hôn trầm cũng không được để cho nó sinh ra. Nhất là trong cái thời mình tu về cái hơi thở, tuy rồi 1 phút rồi xả nghĩ rồi tu tập thì khéo léo thiện xảo trong cái, ví dụ như buổi chiều nó không có, buổi tối không có, mà buổi khuya hoặc là buổi sáng nó bị hôn trầm thì những cái buổi đó cảnh giác hết, là đi kinh hành cũng nhiếp tâm ở trong hơi thở. Nhiếp đi kinh hành mà vẫn nhiếp tâm trong hơi thở, chứ không phải nhiếp lúc đi được. Lấy hơi thở làm cái chuẩn, cái đối tượng để mà tu, thì đi cũng nương vào hơi thở mà tập, bởi vì mình lấy hơi thở mà. Cho nên mình đi là để phá hôn trầm, nhưng lấy hơi thở làm cái đối tượng để mình tu nhiếp tâm, cho nên nó không có bị hôn trầm. Để không có nó chen vào, nó phá cái giờ thời gian để mình tu về hơi thở, rồi mình phải thay đổi qua giờ khác thì mình không chủ động, thiếu sự làm chủ. Mà cái thiếu chủ làm chủ của thời gian thì nó sẽ không làm chủ được thân tâm chúng ta. Chúng ta muốn làm chủ hồi nào thì thân tâm chúng ta phải nghe theo chứ gì. Mà thời này chúng ta làm chủ mà thời khác chúng ta không làm chủ được nó, thì như lại vậy mình bị lệ thuộc vào thời gian. Còn ở đây làm chủ cả không gian và thời gian. Thân của chúng ta là cái không gian, và cái thời gian là thời tiết, sáng trưa chiều tối kia là thời gian, con hiểu không? Cho nên mình làm chủ được thân là mình phải làm chủ cả cái thời gian của mình. Lúc nào cũng phải làm chủ. Cho nên muốn làm chủ thì chúng ta có phương pháp. Giờ đó nó đi buồn ngủ, đi biết cái khoảng thời gian đó là sẽ buồn ngủ, là sẽ hôn trầm thì miên, thì mình phải đi kinh hành, đâu có ngồi chi nữa. Đã biết nó thì mình là cái người quyết định là làm chủ, thì lấy cái phương pháp ra. Hiện giờ thì mình chưa đủ lực làm chủ, thì mình lấy phương pháp ra làm chủ chứ. Thế đâu có đậu hàng, đâu có để cho nó lờ mờ như vậy. Thưa thầy, ví dụ như con tập 1 phút mà vừa đi kinh hành mà vừa nhích hơi thở, ví dụ như con tập mà ở thứ 5 phút, mà nếu con thấy nếu như mình tiếp tục nữa thì nó buồn ngủ thôi, con ngưng lại được không? Được, với mình tu có 1 phút à? Dạ. Mình tu có 1 phút thôi. Rồi đồng thời đó, nếu nó buồn ngủ thì con tiếp tục, con không có tu về cái hơi thở nữa, mà con tu phát thân hành niệm, phát ý từng hành động, phát thân hành niệm, phát ý từng hành động. Hoặc là mình đi 10 bước ngồi xuống thở 5 hơi thở, mà nếu nó nặng nữa mình thấy ngồi đứng lên ngồi xuống mà nó vẫn lừ đừ, nó vẫn còn cái dạng buồn ngủ, thì dùng cái pháp thân hành niệm tác ý từng hành động của nó. Tác ý đầu thì mình tác ý thầm, sau đó mình thấy nó còn thì mình tác ý lớn, để cho cái âm thanh nó làm cho nó động lên, làm cho mình tỉnh táo trở lại. Thì mình phải biết sử dụng các cái pháp nó thiện xảo thì nó sẽ phá được, nó được. Con thấy nếu như mà cứ đi kinh hành miết á, đừng có ngồi, đừng có nằm á thì nó không sao hết trơn á, thì đó không có bị hôn trầm đâu. Nó nếu có nữa thì nó cũng quen nhanh lắm. Nó còn mà ví dụ sau cái nó đi nó thôi, phải chừng nó ngồi xuống chút, nó là ngồi xuống tí cái là nó đi hôn trầm tới. Đừng có để cho nó vào, thì một thời gian sau mà không có cái mặt nó nữa, nó không vào nữa thì nó sẽ dừng được. Tại sao vậy? Tại vì thầy kinh nghiệm qua của thầy rồi, chứ không phải là bây giờ mình đi vậy chứ sau này nó sẽ trở lại, không có đâu. Một thời gian nó thuần, nó quen rồi lại là không có hôn trầm thì con ngồi lại nó buồn ngủ, nó tỉnh. Cũng như bây giờ cái niệm khởi trong đầu con nhiếp từ 1 phút mà nhiều hơn, này có niệm nhiều hơn có niệm. Nhưng 1 phút có căn bản rồi, cứ lần lượt tập tiến tới lần lượt tới 1 phút mà căn bản rồi con dần tăng lên rồi thì cái chừng đó cái niệm nó hết luôn, nó không còn niệm nữa, bởi vì nó đã quen đi, cái cơ thể mình nó quen không niệm, chứ không ai mà dẹp nó đâu. Nhưng mà nó quen rồi cái niệm hôn trầm thì miên nó cũng vậy thôi, nó cũng trở thành một cái thói quen là nó không hôn trầm thì miên, tức là nó trở thành thức tỉnh của mình. Cho nên tu tập kỹ là thầy thì mấy con sẽ tu đạt được cái quả rất tốt. Đó. Con thấy nếu mình nhiếp tâm trong 1 phút phút sau rồi con cũng nghĩ tiếp, nghĩ á, rồi xong một phút tí con dồn xuất vô, thì cái đó thì nó nói được lắm. À, cái điều con cái con cũng tập thử con làm mà một phút, rồi xong với con sẽ rồi xong cũng vẫn giữ nó không có niệm, không tiếp tục nữa thì con thấy còn cỡ 5 phút nữa thì không được. Cái đó mình còn tu, mình giữ không niệm là còn tu, yeah. Không được. Cho nên vì vậy đó mình không giữ, mình xả ra hồi đó mà tu. Một phút rồi xả ra nghĩ thì mình ở trên tứ chánh cần, nói mình trên tứ chánh cần, thật sự ra mình ở trên dưới luật đức hạnh để xả thai, chứ không phải như người tu tứ chánh cần. Nhưng mà nó giống như tứ chánh cần ngã ác diệt ác, tâm thiện tăng trưởng thiện vậy đó. Thì coi như mình xả ra, bây giờ thầy tu một phút rồi ha, thì xả ra ngồi chơi. Thì ngồi chơi có nghĩa là không phải là ngồi chơi như người bình thường ngoài đời, mà ngồi chơi đây á là không có tu tập gì hết, nhưng mà có niệm là xả. Cũng như bây giờ con là người tu rồi, con không có tu gì hết mà ai chửi ai mắng con không giận, ít ra đầu óc con phải nghĩ, con phải tư duy, con phải quán chứ. Cho nên cái tâm con nó không giận phiền não ai hết, con hiểu, đó là xả tâm. Con biết, cho nên cái nghĩ, cái ngồi chơi của một người tu nó không phải là cái ngồi chơi của cái người mà lao động, của cái người làm việc mà họ nghĩ, nó khác. Ngồi chơi của cái người tu là ngồi cái sự thật ra họ đang ở trong cái trạng thái bất động của họ, mà không giữ trạng thái bất động là vì nó sẽ còn cái niệm này còn niệm kia, nó còn những ác pháp xung quanh nó tác động vào thân tâm của nó, nhưng mà nó có cái đạo đức, nó có cái tri kiến giải thoát, dùng cái đó để nó xử hóa được tất cả những cái niệm. Nó ngồi chơi chứ cái tri kiến của nó luôn luôn làm việc, luôn là dễ tâm, nó để xả tâm thôi. Còn nếu mà tôi có một phút vậy thì nó dễ quá thầy. Thì thầy đã cho một phút mà nó dễ vậy đó mới là leo thang lên, mà nhiều quá thì mới chết. Coi nó thường quá thì mới chịu. Chứ con tưởng đâu là có một phút rồi đang xả rồi xong bắt đầu những chút là làm một phút nữa làm tiếp trong 30 phút gì đó chứ này. Bây giờ thí dụ như thầy nói như thế này, con lưu ý ha. Bây giờ con tu một phút rồi xả ra là con giữ cái tâm bất động của con, mà không phải bất động theo kiểu tứ niệm xứ, mà cũng không phải theo kiểu tứ chánh cần, mà xả ra tâm ngồi chơi để có niệm gì thì xả ra. Sau đó trong một cái phút mà con kế tiếp con tu lợi đó, một phút xả nghĩ đó, là chỉ có dùng cái tri kiến của mình, nó có cái gì thì xả, mà không có thì nó yên lặng, chứ không phải là tìm kiếm nó không có niệm để vô tu nữa thì nó yếu lắm, không được. Cho nên vì vậy xả chơi ngồi chơi, nhưng mà cái tri kiến của con nó tự nó làm việc như một cái người mà tu, có gì thì tự nó thấy để nó xả, nó không để chướng ngại trong tâm nó nữa thôi, gọi là ngồi chơi. Cái chân từ ngồi chơi đó mà ngồi chơi, mấy con khó hiểu cái từ ngồi chơi này, thấy không? Mấy con hiểu cái chỗ từ ngồi chơi, nó ngồi chơi mà ngồi chơi theo kiểu người tu chứ không phải ngồi chơi theo kiểu người đời, thấy không? Cho nên vì vậy mà nó có những cái gì đó thì cái tâm, cái tri kiến của các con nó hiểu về cái giới luật đức hạnh thì nó xả hết những cái niệm đó, nó đem lại cái sự bình an cho con. Nhưng mà không phải là con ngồi con giữ cái tâm bất động thì đó coi như là ngồi chơi. Rồi bây giờ đó mới trở lại đúng là nhiếp tâm trực ký một phút thứ hai, rồi bắt đầu mới thả nghỉ một phút nữa, rồi nhiếp lại một phút thứ ba, đúng rồi. Cứ vậy đó mà tôi thật. Mà thậm chí như thầy còn dặn mấy con, nếu một phút mà xả ra rồi mà vô tu mà có khi còn có niệm khởi thì bắt đầu đó mình nghỉ 2 phút, nghỉ 2 phút rồi vô phút là 1 phút, thì như vậy là mình nghỉ nhiều hơn tu, mà cũng đúng 30 phút thôi. Sao hiểu chứ? Bởi vì cái ngôn ngữ nói thì thầy muốn nói, làm sao mấy con hiểu được thầy đó chị? Nó khó thiệt. Không, nếu cách này thì con thấy nó cũng dễ chứ không khó đâu. Nó có cái khoảng thời gian để mà nó giải tỏa những cái niệm mà nó kẹt vô đó, mình nó chuẩn bị đó thì mình giải xong nó hết rồi, bắt đầu nó yên lặng rồi bắt đầu cái tiếp tục mình nhiếp tâm nữa thì nó lại dễ. Rồi đó, nó dễ. Làm sao mà nó có cái chỗ nghỉ, chứ không khéo mình nghĩ mà lại tu đó thì chết thật. Lát nữa là vô nhiếp hơi thở nữa, thở điểm này chắc ráng lắm là 5 phút hết sức, chứ còn nữa chắc không nổi. Bởi vì nó nghĩ chứ mà tu chứ không có nghĩ. Còn cái này ta nghĩ, thật sự ta nghĩ, nhưng mà nói tu thì nó không đúng. Bởi vì cái người tu thì nó phải có cái phương pháp của nó để nó ngăn diệt ác pháp xung quanh nó không để cho tác động được thân tâm nó. Cho nên nó ngồi chơi mà nó được giải thoát. Bây giờ mấy con ngồi chơi chứ nó có sự giải thoát trong con, chứ nó đâu giống ông nông dân kia ai lại chửi ông con, quánh người ta liền chứ ở đâu nhịn, phải không? Còn mấy con chửi dữ chứ mấy con không có giận ai hết. Mà các con ngồi chơi chứ mấy con có tu gì đâu, không phải mấy con khác không, đâu có phải giống nhau được. Cái tri kiến của mấy con đã rèn luyện nó là cái tri kiến giải thoát, cho nên mấy con ngồi chơi chứ sự thật ra cái tri kiến đó nó bảo vệ mấy con như vậy. Cho nên vì vậy mà bây giờ tôi không tu cái pháp hơi thở nữa thì tôi ngồi chơi, mà tôi ngồi chơi đâu kiểu giống ông nông dân được, tôi ngồi chơi tiếng người tu. Có hiểu được thầy như vậy thì mấy con tu mới dễ. Còn con hiểu lắm, mấy con ngồi chơi mấy con xả láng ra thôi rồi không lấy làm cờ tướng ngồi đánh hận rồi mình vô tu rồi thì tôi chịu cái không được rồi. À, tôi hiểu rồi như thế này rồi, có nghĩa là đầu tiên là thì tụi con cái niệm nó còn nhiều quá thì cái thời gian tu thì ít mà thời gian nghỉ thì nhiều, rồi sau đó cái bắt đầu cái nó quen rồi là cái thời gian nghỉ nó giảm lại đi, đúng vậy. Rồi sau cái nó quen lần á thì bắt đầu thời gian nghỉ nó không còn dễ xử gì á, tức là cái thời gian kia nó sẽ tăng lên. Tức là cái niệm ít làm đó thì cái thời gian mà nghỉ nó cũng sẽ giảm bớt đi, cũng vậy đó rồi. Rồi bắt đầu về rồi thực hiện cho nó đàng hoàng tình ở đây chứ không kép còn sai đó. Nói là được đó chứ mà vô rồi nhiều loài đã mặn mới có một phút rồi chưa gì hết mà. Rồi ráng về tu thật đi hả thầy, mình cứu con lên tình thầy. Còn các con mà tu tứ chính thần, mấy con yên tâm tứ chính thần thì nó cũng là một cái phương pháp nó rất dễ dàng lắm, đâu có khó khăn gì. Để thầy nhắc cho mình. Bây giờ tôi tu chứng kiến toàn nè, tôi nhắc là tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự nè, tôi ngồi nè. Thì lúc bây giờ không có niệm nào vô đâu. 30 phút là 30 phút. Bắt đầu bây giờ tôi tu 30 phút là tôi xả ra nè. Tôi xả ra tôi chơi nè, có niệm thì được, không có sao hết, tôi cho mặc sức niệm gì nữa. Nhưng lúc bây giờ có thể có niệm này niệm kia, tôi thấy tôi cũng biết nó là ác thì tôi cũng xả, tôi ngăn được, mặc dù trong phải giờ tôi tu. Nhưng mà trong cái giờ mà tôi tu tứ chính thần á, tôi nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì tôi ngồi đây. Đầu tiên á thì nó còn 5-3 niệm, nhưng mà lần lượt á tôi ngồi đây chứ cái sức tỉnh tôi cố gắng, cái sức tỉnh tôi thì niệm nó không khởi. Tôi tứ chính thần mà niệm không khởi đâu. Tôi không khéo lắm, tôi nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi tôi ngồi trước tôi nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả các cái niệm gì không được khởi ra trong giai đoạn này. Tứ chính thần sẽ thanh tịnh. Rồi mình tu rồi nhé, tu suốt 30 phút không niệm. Bây giờ tôi mới bỏ dần cái pháp tác ý ra. Các con tu tứ chính thần, các con nhớ cái chỗ này, bỏ dần ra. Tôi nhắc một lần tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi trong 30 phút này tôi tu, rồi còn để tôi thấy cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của tôi đã ngoài, nhưng lòi ra một cái niệm được rồi, một niệm tập tha thứ. Tứ chính thần nó dễ lắm, một niệm đem cái niệm từ ngủ sẽ liền tức coi mày còn ở chỗ nào vậy, mà đứng với tâm ta bỏ hết rồi, sống đúng với luật rồi. Thử hỏi bây giờ còn gì đây? Ở đây quý sư mà có 2 bộ y, coi chừng nó giật quý sư đó. Nghĩa là đời sống có một cái y thượng thôi chứ không có được 2 y. Nếu mà ai mà 2 bộ tức là đã phạm giới đó, mà phạm giới thì tôi không tới đâu. Phạm giới là luôn là tôi tới, đó là còn tâm tham thôi. Nói tôi để dành, bây giờ cái bộ y cũ tôi nói hết nó, nói tôi để dành rách giá tới chừng đó, chừng nào mà rách mặt giá không được nữa đi sinh, chứ không có giữ phòng. Người tu sĩ không có giữ phòng, còn mấy con mà cứ 2 bộ là chết rồi. Phản của Úc Thò thôi để dành hết. Thì mấy con tiêu tu như vậy không có bao giờ mà chứng quả. Ông có nghe ông A-la-hán nào mà ôm được 2 cái bộ y không? Các con có nghe bao giờ có cái gì đó không? Cho nên hôm nay thầy nhắc chung cho mấy thằng này 3 y 1 3 xả được sắp. Cho nên trong khi mình xả sạch rồi đó, mình mới có phương pháp phát ý. Xả sạch rồi mà tại sao mày còn tham lam cái gì mà mày khởi niệm này? Mày còn thấy mày còn tham lam cái gì mà khởi niệm? Như vậy là rõ ràng mày còn đây cho nên mày còn tham, cho mày khởi niệm là phải chứ sao? Cái ăn, cái mặc, cái ngủ của mình còn tham cái gì đây? Xét cho tận cùng, bởi vì mình quán mà, mình tu tứ chính thần, mình quán, mình xét, mình tư duy, suy nghĩ kỹ. Cho nên cuối cùng mình thấy hoàn toàn mình xả hết rồi. Thì lúc bây giờ xả hết rồi mình còn cái gì, mình tiếc cái gì nữa mày khởi niệm? Mình chỉ cần tác ý, mình chỉ cần nhắc nó vậy thì nó không dám khởi niệm nữa. Bởi vì nó còn gì nữa nó khởi niệm. Còn mấy con còn giấu nhét đúng lúc để dành riêng để cho nó. Nó không có nhiều, nhưng mà nó phạm. Mà nó phạm là có cái chỗ kẻ của nó để nó bào chữa những thứ này cái khác, để mà nó phạm vậy. Tôi nghiêm chỉnh nó đi.